Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là của mình là 0987829002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook các bạn nhé. Mình sinh năm 1983. Hôm nay giới thiệu với các bạn là đây là giò hoàng thảo vôi, hàng của rừng Lai Châu. Hàng trồng thuần, năm nay là năm thứ tư rồi các bạn nhé. Phát triển rất là khỏe, thân rất là mập. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy đây. Và đây là hàng này là hàng nuôi trồng tại vườn nhà mình, 100% là không phân bón. Đấy, hoàng thảo vôi. Rất nhiều thân tơ, chắc có lẽ phải tầm 3-40 thân đấy các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy cái giò vôi này khủng như thế nào. Đấy, các bạn nhìn thấy người mẫu của vườn Lan đây. Đấy, và người mẫu này là hôm nay là đứng đây là để so sánh cho các bạn. Bạn này là có 24 cân thôi các bạn nhé. Và giò hoàng thảo vôi này là được 4 năm. Nên là giới thiệu với các bạn. Và giá của giò vôi này mình sẽ để cho các bạn là 1.200.000 đồng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là khủng, hàng cực khủng luôn, hoàn toàn mập, không phân bón mà nuôi trồng tới năm nay năm thứ tư rồi. Hoa rất là đẹp, rất là đậm, khu vực của Lai Châu là như vậy. Và tiếp theo đây nữa là giới thiệu với các bạn, đây là những giò hoàng thảo đơn cam và những giò và giò giáng hương tam bảo sắc, hàng của rừng Lai Châu, trồng năm nay là được 4 năm rồi các bạn nhé. Đấy, 4 năm rồi, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và giò giáng hương tam bảo sắc này mình bán với giá là 800.000 đồng. Và các bạn lưu ý một điều rằng là giò giáng hương này nó vào củ gỗ lũa rất là nặng, cho nên là các bạn nên cân nhắc, vì chuyển qua bưu điện thì cước nó sẽ khá là cao. Theo như mình thì các bạn nên chuyển qua nhà xe. Đấy, và anh em nào có nhu cầu thì ví dụ như xe Thái Bình, Nam Định, Thanh Hưng Yên, Thanh Hóa thì mình đều có thể gửi cho các bạn được. Và tiếp theo nữa là những giò đơn cam, hàng trồng thuần, năm nay là năm đầu tiên. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cây nó rất là đẹp, phát triển rất là tốt. Đây các bạn nhìn đây, cây cực kỳ là tốt. Đấy, phát triển rất là ok. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ chia làm 3 giò. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy đây, có 2 giò thì độ dài là khoảng 1m đến 1m1. Đấy, mình ghép kín như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, cây phát triển rất là khỏe nha các bạn nhé. Đang chuẩn bị rụng lá rồi. Và mong tiếp. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là chuẩn bị có những mắt sưng rồi, mắt sưng nụ rồi. Có lẽ là kịp hoa Tết và của anh em miền Nam. Hoa còn miền Bắc thì có lẽ là muộn một chút. Các bạn có thể nhìn thấy cây nó phát triển rất là khỏe. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn luôn. Đấy, đơn cam thì là một trong những cái giò, những cái loài hoa lan đẹp nhất trong 10 đẹp nhất Việt Nam, trong 10 loại hoa lan đẹp nhất Việt Nam. Đấy, đây các bạn nhìn đây, giò này thì nhỏ hơn một chút. Và những đơn hàng này thì mình cũng đã chia khóm. Đấy, thì theo như mình nghĩ thì các bạn cũng nên lấy cả khúc, bởi vì như ví dụ như cái giò dài thì các bạn về các bạn có thể chia nhau. Đấy. Và đơn hàng mình sẽ giới thiệu cho các bạn thì gồm có bên tay phải của mình, từ màn hình nhìn vào đây các bạn nhé, đây phía cái dây điện đây, đây các bạn nhìn đây. Đấy thì mình chia ra làm 1, 2, 3 và 4 khóm. Anh em nào lấy lẻ thì mình bán với giá là 700.000 một khóm. Khóm thứ nhất là 700.000, khóm thứ hai là 400.000, khóm thứ ba là 700.000, khóm thứ tư cũng là 700.000. Và anh em nào mua nguyên một khúc như thế này thì mình sẽ để cho các bạn với cái giá rất là hợp lý, để về các bạn có thể chia sẻ cho anh em ở những khu vườn của các bạn hoặc là xung quanh các bạn. Đấy, lấy nguyên một khúc như này thì mình bán với giá cho các bạn là 1.700.000. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, 1.700.000. Và tiếp theo nữa là khúc này, khúc đơn cam này thì lớn hơn một chút. Đây bạn người mẫu đây, đứng dịch lên một chút. Đứng dịch đấy, các bạn có thể nhìn thấy người mẫu của vườn đây. Người mẫu của vườn đây. Đấy. Giò đơn cam này dài khoảng 1m1. Và giá của giò này là 2.500.000 đồng.
các bạn nhé, mình không cắt được vì khúc này nó sum xuê rồi. Tiếp nữa đây là giò đơn cam thứ ba cho đơn hàng ngày hôm nay, các bạn có thể nhìn thấy đây, đơn cam thứ ba trong đơn hàng ngày hôm nay. Đấy, cũng là dài khoảng 1m1. Đấy, rất là ngoằn ngoèo, rất là hoang sơ hoang dã, hoàn toàn tự nhiên 100%, không phân bón. Đấy, giá của giò đơn cam này mình cũng bán giá là 2.500.000 đồng. Đấy, vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn anh em đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Các bạn có thể nhìn thấy, mong rằng là những giò hoa của mình chia sẻ cho các bạn thì sẽ phát triển tốt trên mọi miền tổ quốc. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987 829 002, Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.